Giờ không lên tụi nó quá trời rồi. Mình cũng nặng thiệt đó nha. Nước không nặng dưới đây. Cũng nặng nặng nè. Nhẹ lấy lớn đó nha. Trời ơi, đã. Hello cả nhà mình. Rồi, hôm nay mình cũng tiếp tục thăm bảy cái nhà đây. Đây, cũng như bốn cái bể phụ như thường ngày. Nó chuột lúa hết rồi cả nhà. Đây là mình cũng tới địa điểm rồi, mình bỏ vô đây 6 bịch lúa với mấy miếng củ sắn. Đây cả nhà. Lúa. Tư lưới. Củ sắn này cả nhà. Đây, hai cái túi lưới không. Đây cái nữa. Rồi với mấy cái bẫy phụ đó mình chăm thêm á cả nhà. Rồi, bây giờ mời cả nhà theo chân mình thăm những cái bẫy ha, những cái bẫy xuống đây nè. Đây mình có 5-6 cái vậy. Tiền cả nhà. Ủa mình có một cái giời không? Giời đây nè. Qua đây thì cắt cỏ, giời vô trong đây. Quên. Tức nó mất tiêu rồi. Hình như là chừng đây. Bữa giờ vô đây. Bữa dính dợn nè. Giờ vô trong. Rồi hình như có hoang luôn cả nhà ơi. Cái đầu tiên thấy có lý nè, nặng không? Ờ, cũng nhẹ cả nhà. Em hình ba cả nhà ơi. Cái đầu tiên ngon lành luôn ha. Em ba này to ạ. Em hai lần mấy á. Phần tờ lê. Cái thứ hai sao đây? Đổ mương cả nhà. Ây da. Luôn có lắc cả nhà không cảm nha cả nhà. Cái thứ hai thấy trống lỏng vậy. Đây cả nhà. Rồi tí. Rồi tí còn. Rồi hôm nay mình có một cái cả nhà. Thôi mình đặt ngoài này, giờ mình dời xuống đây cả nhà. Ngoài này kiến quá. Giờ đây có hàng quá không? Có dấu bị lỗi nữa. Còn chuột luôn. Trời chạy. Chú ra chạy em này. Khắn nè. Cái này là mới đặt thăm lần đầu tiên luôn nè. Thăm cái này. Không biết có thăm được không. Phân phương như không này. Có phân luôn cái này. Đây. Ồ, cái này kia gần bán chưa. Cây đè tưởng nó nặng dữ lắm. Cây dây dây nó gịch ra. Giờ không lên tụi nó quá trời rồi. Mình cũng nặng thiệt đó nha. Nước không nặng dưới đây. Cũng nặng nặng nè. Nhẹ lấy lớn đó nha. Trời ơi, đã đó nhà ơi. Thế chứ. Cái này năm lạng phải ru nha. Bật cái luôn. Bảy lớn hôm nẹt của mình này. Bảy lớn hôm nẹt. Còn quả trời.
chiếu. Tay bắt cho nhanh cái này, cái này lâu quá. Hả? Thôi fit. Rồi ký phê du hả? Nằm lại. Mới dính được cái hồ ngựa. Ừ, chà bá luôn cả nhà. Mà hay, người ta hay tranh á. Ồ, con chó nó theo nó sủa ông hô. Không quay được luôn cả nhà. Con 8 lạng. Không quay được luôn. Đấy, lội vòng mặt đuối nha. Mới được rồi, kinh nè. Con du con thấy con hay hết trơn. Chanh sụp vô hết. Chanh này đặc hơi dở ngon lắm cả nhà. Thân nó y rồi nè cả nhà. Đừng tìm đằng kia không thấy. Đã ghê. Ui, nó mềm. Chuồng này ngon quá, chuồng này ngon ở dưới. Nó sống rồi thôi. Con này ở dưới đúng không à. Wow, trời ơi, có gì. Đây cái nhà. Cái dạng đều không.
thấy cả nhà. Nước lên dưới đó. Không tới nữa. Lên chắc không tới có 7 nữa. Đây. Ồ, ở xa thấy có phần này cả nhà. Phần lúa đẩy ra. Đây nè. Dạ thấy không? Đó, ngang tay nè. Hơi tươi luôn. Ôi, hoành cả nhà ơi. Nhì nữa ơi. Ồ, đây cả nhà. Quá đã. Trụ. Sống không? Ồ, nặng lắm cả nhà. Đi nặng dữ vậy. Như hai em chết anh em cả nhà ơi. Ôi ôi, ủa, khuyến quá. Em này. Sáu lạng phải gu cả nha. Quá phơi. Quá yên nha. Vô. Sáng ngày được hai em gì ngắn nhất à. Cái này nha. Tuần này hôm bữa mình tính qua mình thăm hai bữa trước nè. Mà đã hái chanh quá trời đông luôn. Không lại có cái bẫy đó ta. Ủa bẫy sao giống nước ngập dữ vậy. Rồi còn chuột cái này tiếp tục đẹp con cá cái này. Cái chợ cái bẫy này ai dạch ra sao chúng lỏng chợ. Cái gì vậy? Ở đây kính lắm mà. Nó xa thấy luôn rồi nha. Ồ, không phải cái nhà ơi. Có mình heo. Hoa nai chanh nè. Thấy lúa chạp chạp nè. Có phân luôn cái nha. Bán được rồi cũng làm được em nè. To. Được rồi được em ba lạng. Phân nè. Ủa gì mà hai ba em. Ừ. Một cục luôn. Hai em xíu cả nha. Hai em mini. Hai em luôn cả nha. Hai em hai đầu hai bên. Mini cả nha. Hai em tầm 3 lạng. Hai em chừng lạng rưỡi. Bắt hai em đi luôn cả nha. Rồi mấy em nhỏ thế. Em sắp lột. Hai em cái nha. Hai em tầm 3 lạng. Lột hai tiếp. Em đi rồi dính vào 3. Em đi coi gì không. Ừ, trời. Đây là cái chuột ấu hay gì đây nè. Một nó nằm ngoài bìa luôn, biển này cái nha. Một chút khói nha. Đúng rồi cả nhà. Con hàng mà tôi cũng không lớn, tôi cũng nhẹ. Đây, hình này cũng hình 3. Nhưng bày được rồi. Đấy, mình đặt theo nét kinh không ạ. Bên kia kinh của nhà người ta. Gà cái u cả nhà nghe không. Chị nhỏ nhỏ ha, không cảm ha.
Còn mấy kinh này thì ông này thì khỏi nói luôn cả nhà, nghe dữ lắm. Cái này thì được rồi, chiếc quốc này. Chiếc này thì không biết. Ây da, ủa thì dữ quá cả nhà. Chiếc này thì không biết sao. Rồi chiếc này có phân cả nhà, vô rồi. Ủa cũng nhỏ cả nhà. Ba đang mấy hay là không phân cả nhà. Đây mình phóng cái cả nhà. Rồi có phân luôn. Em nói chúa cả nhà. Thầm tí rồi ha. Đây còn cái nữa. Cái này cái nữa. Ba nữa nha. Ba nhiều quá. Quên. Thậm chí thứ hai quên. Có phần cũ không mới đây. Chắc như phần cũ quá. Phần mới đây nha. Lại em hình ba. Đó. Phần góc này luôn đây nha. Là anh bắt em ra luôn cả nhà. Mình đi không cả nhà. Trời, biết gì hả? Trời, đúng không? Đây luôn. Một em anh ba. Hai em anh ba. Em anh còn nhiều hướng quá. Em hành ba bóng hới nha, về cho em mới nuôi nó dặn tới 10 kg nhỏ như này để nó chơi thí nghiệm. Giờ chuột chạy bục bục như này phải không? Bị chen luôn, chạy quạt như vậy. Đây có con cái cả nhà, quên chạy hút luôn, phải quên lại. Này, cái này bữa hôm lượm cũng được em, nay sao đấy không biết. Này không thấy phân hay phướng gì thế này. Với nước lên ngập chân lỏng. Rồi, chuột con luôn cả nhà. Thế đây. Không có lỗ dẹt chứ. Cái là bữa dính ăn mì này. Này sẽ có phân nữa đó nha. Phân đó. Cái gốc nè. Đó cả nhà. Nặng không? Cái này phải dưới cái cây. Ồ, em hình. Nhiều, nhiều, thấy nặng lắm đó cả nhà.
ba quá thì không nổi ba cả nhà em. Đây mình còn cá được luộc luôn được không em, cái này không biết sao phải đâu trời. Đây thôi rồi chứ mình thấy chuột nhú đầu luôn đó nha, nhú đầu cũng xin lúa rồi. Nhà thấy cục đen đen, nó em chụp lúa đầu chào. Khu vực này mình còn 3 cái nữa là hết 7 luôn rồi cả nhà mình đây. Đây, cái đầu tiên. Cái này thầm 2 cử, chưa dính gì hết cả nhà. Đâu chạy. Trời ơi. 7 mình còn gì nó lôi lúc ở trong kia kìa. Hình như mình thấy có phân rồi nha. Vậy mình làm tiếp quá. Lâu vậy ạ. Ừ, đã cơ. Mình có phân đen luôn nè. Đó, ngay bên hôm luôn cả nhà thấy không. Vậy mình đặt ngoài này nè. Lúc của chỗ mình nè. Mình lâu xuống đây nè. Trời ơi, con hành nè. Con hành lâu dữ vậy ta. Ô, banh chanh bạc hết trơn nè cả nhà. Hành ba thôi à. Cái thứ hai cái này. Cái này được gọi với nó mình ba. Bờ này ngon quá mà. Cây mục không cả nhà. Khó này, dí mà hành ba rồi không. Trời ơi. Cái gì mà kiến thấy đụng đen thui chiếc lợp rồi. Tiêu à. Một cái chuột ống là chuột cái đi. Thiệt. Chuột cái đi. Kiến cắn chết rồi cả nhà. Cùng mình xa xa thấy con chuột ngồi thì bãi này mình bữa không có đặt cái bao, không có ba bao á. Đây ơi lật ngang lật nữa luôn, con chuột ngoài ủi nè ăn nè, cho bãi lật ngang y nữa nè. Nào qua đây bãi chuột bữa mới được cái nha, chuột quá cho chuột. Rồi chuột hết trơn lúa luôn, lâu ăn sạch luôn, bãi sạch bóng luôn. Đây mình đặt cái bãi này lại. Em này còn cái bụng nữa. Quá trời cái bụng. Mới vô không. Này, còn cái bụng trên bành nữa. Rồi cả nhà mình cũng vừa thăm hết 7 cả nhà. Có bắt hai em nó ra nè. Đây cả nhà. Thành quả của mình nè, mới tắm cho em nó luôn. Đây một túi cả nhà. Túi luôn nha. 4-5 kg vậy cả nhà. 4 kg mấy đó. Em ngửi ra. Còn nhiều hành không ơi cả nhà. Được em hành nhất, hai em hành nhì, còn nhiều hành ba không à. Hành ba cũng ngon không cả nhà. Này ba mấy cái mà trúng à. 36 cái bữa mình rút đi cái còn 35 cái cả nhà. Không có lý. Im mà cả nhà. Rồi, muốn cảm ơn cả nhà đã xem hết video của mình ha. Rồi, cuối video mình cũng chúc cả nhà nhiều sức khỏe nha. Rồi, mình cũng xin kết thúc video đây luôn cả nhà. Rồi, bye bye cả nhà, hẹn lại cả nhà những video tiếp theo nha.